Tin tăng. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình UMC Podcast. Và chương trình như thường lệ sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối thứ 2, 4, 6 trên fanpage, YouTube và website của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, Minh Khoa xin giới thiệu về khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị nhé. Có thể nói là một trong ba chuyên khoa hạt nhân của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế lựa chọn. Khoa chấn thương chỉnh hình luôn cung cấp các giải pháp điều trị tối ưu các bệnh lý về chấn thương chỉnh hình với thế mạnh là tái tạo khớp, thay khớp và nội soi khớp. Đây cũng là đơn vị nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới cho các bác sĩ chuyên ngành trong và ngoài nước. Với vai trò là đầu tàu hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực phía Nam, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn đón đầu xu thế mới từ chuyên môn đến thực hành, tập trung vào phẫu thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, tạo nên sự khác biệt so với các bệnh viện khác và là hướng phát triển chủ lực mà khoa cố gắng đạt được. Và hiện nay tại khoa chấn thương chỉnh hình sẽ thực hiện các phẫu thuật bao gồm phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, đó chính là phẫu thuật tái tạo khớp như là gối, vai, háng, khuỷu, cổ tay, cổ chân hay là cột sống. Thay khớp, gối, háng, vai, khuỷu, cổ tay, ngón tay, cổ chân và cột sống, hoặc là y học thể thao và sử dụng tế bào gốc. Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên sâu tương ứng được thành lập như đơn vị phẫu thuật tái tạo khớp, đơn vị y học thể dục thể thao và đơn vị tế bào gốc. Khoa chấn thương chỉnh hình còn điều trị các bệnh nội khớp như là loãng xương, khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp chưa có chỉ định can thiệp phẫu thuật. Đồng thời điều trị các bệnh lý về cột sống như gù về cột sống, lao cột sống, chấn thương gãy cột sống, thoát vị đĩa đệm, đặc biệt là ứng dụng phẫu thuật nội soi cột sống, hẹp ống sống, trượt mất vững cột sống và các bệnh lý về chỉnh hình nhi, gãy xương nhi, hay là điều trị chăm sóc vết thương, nhiễm trùng xương khớp, điều trị bảo tồn các loại chấn thương như sử dụng các loại nẹp, bột bó dùng để cố định, nắn chỉnh các chấn thương như là bong gân, trật khớp, gãy xương, hỗ trợ thêm cho điều trị phẫu thuật. Bên cạnh đó, khoa chấn thương chỉnh hình còn điều trị phẫu thuật kết hợp xương khi có chỉ định hoặc là điều trị phẫu thuật các tổn thương u vú. Là một chuyên khoa sâu của bệnh viện, khoa chấn thương chỉnh hình luôn kế thừa, phát huy truyền thống, y thuật, y đạo, y đức trong mọi hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện Đại học Y Dược là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu, ứng dụng ghép tế bào gốc, tách ra từ mỡ của chính người bệnh sau phẫu thuật, tăng tỷ lệ giảm đau, tăng biên độ vận động khớp sau điều trị. Đây có thể xem là bước tiến mới và đầy triển vọng trong việc chữa trị khớp của nền y học Việt Nam. Đội ngũ y bác sĩ là những người thầy thuốc, thầy giáo, nhà nghiên cứu luôn nâng cao tay nghề, cập nhật những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc từ nước ngoài, truyền thụ kiến thức và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ trẻ, giúp người bệnh tiếp cận nền y tế chất lượng cao và mô hình chăm sóc toàn diện ngay tại Việt Nam. Khoa cũng thường xuyên tiếp nhận, đào tạo các học viên đại học, sau đại học trong và ngoài nước, phối hợp với các trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phẫu thuật Thực nghiệm Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức các lớp học, hội thảo ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý xương khớp. Với sự tiến bộ của nền khoa học y học hiện đại, bệnh lý ngày càng phức tạp, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược phấn đấu xây dựng theo mô hình chẩn đoán sớm, điều trị ít xâm lấn, đào tạo chuyên sâu về tái tạo khớp mang tầm quốc gia và khu vực, nâng cao chất lượng điều trị và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, để mỗi người bệnh được chăm sóc và phục vụ bởi những người bác sĩ điều dưỡng giỏi nhất. Mọi thông tin liên hệ đến khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3952 5800.
Nhưng Khoa sẽ nhắc lại số điện thoại của Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, đó là 028 3952 5800. Ngoài ra quý vị có thể gửi đến email chấnthuongchinhhinh@umc.edu.vn. Dạ vâng, vừa rồi là những giới thiệu về khoa chấn thương chỉnh hình. Qua những lần sau thì Minh Khuê cũng sẽ giới thiệu cho quý vị về các khoa tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.